Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, đặt tên gì cho con năm 2020 là một cái câu hỏi mà được nhiều gia đình tìm kiếm. Năm Canh Tý, con số rất tròn chỉnh, thật tuyệt vời để sinh một quý tử. Dưới đây là một số cái ý tưởng đặt tên đẹp hợp phong thủy năm 2020. Thì tên con là một cái định danh, là hành trang theo thiên thần bé nhỏ đi suốt cuộc đời này. Đặt tên cho con với mong muốn là mang những nguyện ước của cha mẹ gửi gắm nơi con. Việc đặt tên cho con không khó khăn như bạn nghĩ. Đặt tên cho con sinh năm 2020 thì dựa vào tên cha mẹ, đặt tên cho con dựa vào bản mệnh của con, hay là đặt tên cho con dựa vào tên của ông bà nội, vân vân. Thì trong cái video này chúng tôi sẽ giúp quý anh chị hiểu đặt tên cho con năm 2020 ý tưởng đặt tên đẹp hợp với phong thủy. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu sinh con năm 2020 vào tháng nào là tốt. Năm 2020 bắt đầu từ 25 tháng 1 năm 2020 đến 11 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch. Nếu con bạn sinh năm 2020 sẽ mang mệnh thổ được cầm tinh con chuột. Năm 2020 có 12 tháng, mỗi tháng có một cái vận hạn tốt xấu khác nhau. Và lựa chọn tháng sinh năm 2020 được rất nhiều cái chuyên gia phong thủy tính dựa vào cái ngũ hành tứ vượng. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái bảng tháng tốt ở dưới đây. Tháng 1 là Mậu Dần là thổ, tháng 2 là thổ, tháng 3 là kim, tháng 4 là kim, rồi tháng 4 nhuận là mộc, tháng 5 là mộc, tháng 6 là thủy, tháng 7 là thủy, tháng 8 là thổ, tháng 9 là thổ, tháng 10 là hỏa, tháng 11 là hỏa. Năm 2020 là thuộc hành thổ, xét theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Như vậy là theo cái bảng cha ta thấy được tháng 10, tháng 11 là tốt nhất. Các tháng 1, 2, 8, 9 cũng rất tốt. Thổ cộng thổ bằng núi, cao trùng điệp, lớn mạnh. Trước hết là xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về cách đặt tên dựa vào họ tên của cha mẹ. Thì xưa nay cái việc đặt tên cho con cái khiến rất nhiều bậc cha mẹ phải suy nghĩ. Tên con thường được vợ chồng thống nhất khi đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ. Tên của bé có thể được đặt dựa vào họ tên của cha mẹ. Ví dụ, họ tên cha là Nguyễn Trung Quân, mẹ là Trần Khinh Linh thì bé được lấy tên là Nguyễn Trần Quỳnh. Tóm lại, cha mẹ thường lấy họ của cha ghép với họ của mẹ kết hợp với cái tên yêu quý và ý nghĩa. Lưu ý rằng hãy chọn tên khác với những biệt danh anh chị em họ hàng, tránh trùng lập dễ gây ra cái sự sai lệch khi mà tên được ghi vào bảng gia phả dòng họ. Vậy thì đặt tên gì cho con trong năm 2020? Thì năm 2020 là một con số khá đẹp và được lập đều. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều cặp vợ chồng mong muốn sinh con vào năm này. Dưới đây là một số gợi ý tên đẹp cho bé sinh năm 2020. Mời quý vị cùng xem. Nếu con bạn là bé gái thì hãy lựa chọn những tên dưới đây. Mai Anh, ý nghĩa của tên này mang vẻ thông minh, sáng suốt, đầy tự tin. Ngọc Anh, Ngọc Anh mang vẻ lanh lợi, trong sáng, là một người con quyết đoán. Nguyệt Ánh mang vẻ đẹp dịu dàng, hiền hòa. Kinh Chi mang dáng dấp quý phái, cá tính, đầy sức sống. Mỹ Duyên thể hiện sự dịu dàng, duyên dáng. Thanh Hà, cá tính êm đềm, trong vắt. Gia Hân là sự hân hoan của gia đình khi có em. Ngọc Hoa là một bông hoa đẹp, kiều diễm, quý phái. Lan Hương, cá tính dịu dàng, mang nhiều niềm vui cho gia đình. Ái Khanh là người được tôn trọng, yêu quý. Kim Ngân mong con sau này được sung sướng, êm ấm. Phương Thảo mong ước con được vui vẻ, hòa đồng và có nhiều phước lộc. Phương Anh mang vẻ đẹp, ngoại hình xinh, duyên dáng, thông minh và hiền từ. Quỳnh Anh có nét đẹp kiêu sa, rất duyên dáng. Thảo Nguyên mong rằng tâm hồn con luôn êm đềm, luôn xanh mướt và đầy tình yêu bao la. Nhật Bích mang đến điềm lành, may mắn. Bích Liên có được cuộc sống yên bình, trong sáng và có đạo quả.
Ngoài ra còn có khá nhiều tên hay và mang nhiều ý nghĩa được nhiều cha mẹ lựa chọn như sau: Tố Như, Lan Anh, Thủy Trang, Bảo Như, Lê Thanh, Diễm Quỳnh, Hoàng Yến, Chi Mai, Minh Hạnh, Tâm Như, Lam Hạ, Ngọc Lan, Thủy Dương, Bích Vân, Phương Vi, Hà My, Thanh Trúc, Linh Đan, Dạ Hương, Thiên Hương, Quỳnh Mai, Mộc Nhiên, Ngọc Khuê, Như Quỳnh, Nhã Phương, Thanh Hằng, Thủy Linh, Thủy Tiên, Thủy Tiên, vân vân. Còn nếu con của bạn là bé trai thì hãy lựa chọn trong những cái tên sau đây: tên An, cầu yên bình, cuộc sống của bé được niềm vui, an lạc. Văn, ví dụ như Văn An, Hoàng An, Nhật An, Bảo An, Thế An. Tên là Anh, thầm mong con yêu sẽ là người thông minh lanh lợi như là Hoàng Anh, Minh Anh, Trung Anh, Việt Anh. Tên là Bách, mong con trai yêu được mạnh mẽ, kiên định như Trung Bách, Hoàng Bách. Tên Cường có ý nghĩa con là người mạnh mẽ và dũng cảm như là Hùng, có thể đặt là Hùng Cường, Mạnh Cường, Duy Cường. Tên Dũng mong con trai là người dũng cảm rất mạnh mẽ và có thể đặt là Anh Dũng, Quốc Dũng, Tiến Dũng. Tên là Dương mang ý nghĩa trái tấm lòng rộng lớn, con người giúp ích cho xã hội như là Hoàng Dương, Ánh Dương, Minh Dương. Tên là Duy ước mong quý tử thông minh, lanh lợi và tư duy sáng suốt như Thanh Duy, Thế Duy, Văn Duy. Tên là Hải mong con trai luôn mở rộng tâm hồn, Mạnh Hải, Trường Hải, Duy Hải. Tên là Huy, con trai luôn có tính tốt, kiên cường, như ví dụ như tên Quang Huy, Nhật Huy, Văn Huy. Và có thể đặt tên là Khoa thì mong con luôn thông minh, sáng tạo. Thì ngoài ra thì cha mẹ có thể đặt tên bé trai sinh năm 2020 với những tên sau đều mang ý nghĩa tốt đẹp mà vẫn hợp phong vận của bé như là Long, Thành, Tùng, Nam, Phong, Phúc, Quân, Tuấn, Trung, Sơn, Việt, Vinh, vân vân. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã cung cấp cho quý anh chị và các bạn một số cách để đặt tên cho con và cách chọn cái tháng để sinh con trong cái năm 2020 này và cái ý tưởng đặt tên đẹp hợp với phong thủy. Mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị và các bạn rất nhiều trong cái việc mà lựa chọn tháng sinh và đặt tên cho con hợp với phong thủy trong năm 2020 này. Chúc quý anh chị và các bạn gia đình luôn may mắn và hạnh phúc. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.